đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử tội chướng sâu nặng luân chuyển sao đường khổ không nói được nay gặp tri thức được nghe danh hiệu bản nguyện công đức ngài Phật cầu nguyện vạn sanh nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ phóng quang nhiếp thọ đệ tử chúng con chưa biết Phật thân đứng tốt qua mình nguyện Phật thì hiện cho con được thấy lại thấy tương màu và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm mà về đẹp quang minh xin đều thấy rõ con nguyện lắm chúng không chướng ngại A Di Đà đến trước từ xa quang âm cam lộ dưới nơi đầu thế chi kim đại cao đời một sát na lìa ngũ trường khoảng tay co dội đến liên trì và khi hoa sen nở thấy từ tôn nghe tiếng pháp sau lòng sáng tỏ nghe trong liền vô sanh nhân không rời an dưỡng lại ta bà công văn vô lượng quan văn sáng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phố nguyện tội chướng tấn tiêu trừ thế thế thượng anh bồ tát lão nguyện sanh tây phương tình độ trung cứu phẩm liên hòa nguyện vị thờ công đức vô cầm tư nhất thiết đặng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật liên tòa chứng ngã phong nguyện thương chúng Phật nhận tăng huy pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thời dân nhân an thế giới hòa bình chúng sanh an lạc đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm tây phương Phật tình độ trang đền vô ơn nặng dưới cứu khổ ba đường
chúng con nguyện cầu đức Phật A Di Đà chấn Thích Quang Lâm Phóng Ngọc Hào Quang Gia Hồ Đề Tử, chúng con biết trước giờ lâm chung. Thân công tận bình tâm công hôn mê nhân tâm niệm Phật Phật và thanh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đứng Quán Thế Âm Bồ Tát quỳ từ chân Tích Quang Lâm Phóng Ngọc Hào Quang Gia Hồ Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm tường an lạc. Tận bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ cán nhiên xuân đa kiết thánh hà bảo bình an thu thống tam tài đồng minh bất phước một ẩu đắp Di Đà thọ ký. Đệ tử chúng con nguyện đứng Phật A Di Đà tùy từ phóng ngọc hào quang tiến dẫn chương linh vong linh cửu huyền thân tổ tập nhị loại cô hồn ngã quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị nam nữ thương vong lại đạo Phật tiền văn kinh kinh pháp đốc cả mê đồ thiếu sanh tình a đồ phổ nguyện âm tiêu dương thối phạm giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật A Đạo. Nam mô nguyện đem công đức này hướng về